Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trong nước và quốc tế tối thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn. Mở đầu bản tin hôm nay, mời quý vị khán giả cùng theo dõi những thông tin trong nước đáng chú ý. Thủ tướng làm việc với các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. 93 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh tay chân miệng gia tăng tại Bắc Ninh. Thưa quý vị khán giả, sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với các tỉnh, thành phố, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng Tây Nguyên về tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu khai mạc, điểm lại những tiềm năng rất lớn của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các địa phương cần mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để khai thác tiềm năng, biến tiềm năng thành nguồn lực phát triển, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, tạo ra luồng sinh khí mới trong lúc cả thế giới và đất nước đang gặp khó khăn. Thủ tướng đã phân tích và so sánh tình hình giải ngân vốn đầu tư công ở các địa phương trong từng khu vực để thấy rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động giải ngân nguồn vốn. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho các dự án ở địa phương cũng như thu hút các dự án mới. Các tỉnh miền Trung Tây Nguyên giải ngân vốn đầu tư thấp, rất thấp. Đã khó khăn mà đã làm chậm chạp. Mà vốn thì có sẵn không chứ? Vừa rồi anh Phạm Bình Minh đi kiểm tra một số tỉnh miền Nam á. Và vừa rồi chúng tôi họp toàn quốc về cái việc giải ngân vốn đầu tư công, công chí biết rồi. Tình hình giải ngân nói chung, đặc biệt là vốn ODA thì rất thấp. Làm sao để tình trạng đó các ông chí? Chứ ông chỉ quan tâm cái gì đến chuyện này, khi mà có tiền mà có điều đi. Thủ tướng Chính phủ đã có những quyết sách cần thiết, Quốc hội đã trao quyền cho Thủ tướng Chính phủ để xử lý những vấn đề đặt ra, để tháo gỡ. Miền Trung cũng phải làm tốt hơn cái này. Công chí nhận thức như thế nào mà không tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc này? Hôm nay có ông chí bí thư có mặt hết đây. Năm sở quan trọng của các tỉnh có mặt ở đây. Công chí đá qua, công chí đá lại, công chí gây khó khăn. Cứ chọn để mãi không chịu làm. Tại sao tỉnh Bình Định cũng có đặc điểm là y các tỉnh miền Trung, một tỉnh của chúng ta mà giải ngân tốt như vậy, còn nhiều tỉnh chúng ta giải ngân dưới 15-20%, thậm chí các tỉnh còn thấp hơn thế nữa. Tại sao không dễ đến tình trạng như vậy được? Câu hỏi đặt ra đến nay, các giám đốc sở này, thường trực tỉnh ủy, ủy ban đây đã làm như thế nào để xử lý những vấn đề mà đang bức xúc này? Cả nước chúng ta có 28 tỷ đô la công giải ngân có tiến bộ hơn. Nhưng mà cái tình hình giải ngân ở miền Trung này, Tây Nguyên là thấp do không chịu làm, không chịu bàn cái nơi đến chốn. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung ước giảm 3,22%, là vùng kinh tế trọng điểm duy nhất có mức tăng trưởng giảm so với cùng kỳ. Ba địa phương quy mô kinh tế lớn của vùng giảm so với cùng kỳ là thành phố Đà Nẵng giảm 3,61%, Quảng Nam và Khánh Hòa giảm nhiều nhất cả nước, lần lượt là 11,51% và 12,02%. Đây cũng chính là ba địa phương có tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ cao trong vùng. Về giải ngân, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở 7 địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đạt 34,2%, thấp hơn bình quân chung của cả nước. Hiện còn 25.000 tỷ đồng chưa được giải ngân. Các tỉnh Tây Nguyên, dù tốc độ giải ngân đã cao hơn so với cùng kỳ, nhưng cũng chỉ đạt hơn 31%. Hiện còn hơn 9.758 tỷ đồng chưa giải ngân. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 18 tháng 7, Việt Nam không ghi nhận thêm ca dương tính mới với COVID-19. Đến nay, đã 93 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca mắc trên cả nước là 382 người, trong đó có 25 người đang được điều trị, 357 người đã được chữa khỏi bệnh. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly 13.765, bao gồm 89 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 13.190 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 486 người cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với COVID-19 hiện nay là 5 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với COVID-19 là 4 ca. Một số doanh nghiệp như công ty CG, tập đoàn Hòa Phát, công ty Giáp Pha chưa phối hợp thực hiện việc giảm giá bán lợn thịt, chưa hoàn toàn đồng hành cùng với chính phủ, có những thời điểm không xuất bán, nuôi, góp phần khiến giá bị đẩy lên cao. Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ngày 17 tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhiều lần họp,
tổ chức đoàn công tác trực tiếp đến làm việc với các doanh nghiệp chăn nuôi để chỉ đạo sản xuất, phòng chống dịch bệnh, ổn định nguồn cung và giảm giá bán thịt lợn. Tuy nhiên, còn một số doanh nghiệp chưa phối hợp, chưa hoàn toàn đồng hành cùng với chính phủ, đồng thời có những thời điểm không xuất bán, nuôi để tăng khối lượng nên ảnh hưởng đến nguồn cung như công ty CG, tập đoàn Hòa Phát, công ty Zafa. Ông Nguyễn Xuân Dương, quyền cục trưởng cục chăn nuôi cho biết, trong 6 tháng cuối năm phải tập trung mọi nguồn lực từ con giống, nguồn vốn, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh để tái đàn. Bằng mọi giá đến quý 4 năm 2020 phải đủ sản lượng thịt lợn đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước. Chuyển đổi số là quá trình tất yếu để phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới và cũng để hướng tới mục tiêu kép của chính phủ trong việc hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Việc phát triển và ra mắt các nền tảng số Make in Việt Nam là giải pháp đột phá thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Làm đơn xin nghỉ trực tuyến. Tạo lập và ký hợp đồng với khách hàng. Hơn 100.000 người dùng ở hơn 2.000 doanh nghiệp đã dùng nền tảng này, đánh giá cao khả năng linh hoạt của phần mềm. Các cái chính sách trong mỗi doanh nghiệp là khác nhau, chấm công tiền lương khác nhau, chính sách kinh doanh khác nhau, các cái quy trình xử lý công việc khác nhau. Làm sao đó để người dùng có thể được tùy biến được từ doanh nghiệp của mình. Thì đây là những thứ mà One Office tập trung để giải quyết. Để thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực, từ trung tuần tháng 4 năm 2020 đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã liên tục giới thiệu các nền tảng Make in Việt Nam như nền tảng phục vụ nhu cầu học tập, đào tạo trực tuyến, nền tảng hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa, nền tảng điện toán đám mây Việt, nền tảng mã bưu chính VPostcode. Động lực to lớn về chuyển đổi số, nó đem lại lợi ích cho toàn xã hội và nó cũng không phân biệt trong cái việc độ tuổi. Đó thì đấy là một cái lợi ích kép, vừa nó mang cái tính là educate cho cộng đồng về cái lợi ích của việc chuyển đổi số mang lại, và cũng như là cái việc là tạo nên cái cơ hội, tạo nên cái thị trường cho các cái doanh nghiệp Việt cùng tham gia cạnh tranh, cùng tham gia để phổ biến các cái trí tuệ Việt đến tất cả cộng đồng. Theo đại diện Bộ Thông tin Truyền thông, thì các nền tảng số Make in Việt Nam là giải pháp đột phá thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Việt Nam là một thị trường lớn với khoảng 100 triệu dân. Công nghệ số có khả năng giải quyết được các vấn đề, giải quyết được những cái sự nhức nhối của xã hội, giải quyết được những cái bài toán của từng bộ, từng ngành và từng quốc gia, và các anh giao nhiệm vụ nhiều hơn cho anh em doanh nghiệp công nghệ thì vấn đề sẽ được giải quyết. Chuyển đổi số Việt Nam là cái nôi để sinh ra các doanh nghiệp công nghệ số. Để từ đây các doanh nghiệp, các sản phẩm và giải pháp chuyển đổi số Việt Nam sẽ đi ra nước ngoài và làm rạng danh nước ta, góp phần thực hiện đến năm 2030 về dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng, cơ sở dữ liệu quốc gia, xếp hạng về chính phủ điện tử, chỉ số cạnh tranh, chỉ số đổi mới sáng tạo, hạ tầng viễn thông, an toàn, an ninh mạng. Từ đầu năm đến nay, số trẻ mắc bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có xu hướng gia tăng, đặc biệt số ca mắc bệnh phải nhập viện điều trị tăng cao. Ngành y tế tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát gia tăng số ca mắc mới, ngăn chặn bệnh lây lan ra diện rộng. Cháu bé này nhập viện trong tình trạng sốt cao và được các bác sĩ chẩn đoán là mắc bệnh tay chân miệng. Sau 5 ngày điều trị, đến nay cháu đã hết sốt, những đốm đỏ ở tay chân miệng cũng đã mờ dần. Cháu mới đầu cháu chỉ bị có một nốt ở mồm, với một nốt ở lòng tay nữa. Lúc đấy em không biết là bị chân tay miệng nên cháu chỉ biết sốt là em mới chuyển cháu xuống viện thôi ạ. Tại vì em chừa người các thứ mới cho cháu uống thuốc không đỡ ạ. Bệnh thì thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi, có nghĩa là cái nhóm tuổi mà đang đi nhà trẻ mẫu giáo. Chính vì vậy nên là cái khả năng lây chéo ở cái nhà trẻ mẫu giáo là rất là lớn, do là các trẻ là thường chơi chung với nhau, sinh hoạt chung và đồ chơi chung, thì đấy cũng chính là một nguyên nhân mà dẫn đến cái lây lan trong tay chân miệng. Tần suất mắc tay chân miệng thì so với mọi năm thì tăng cao hơn gấp khoảng 2 lần. Ngoài ra thì đặc biệt là năm nay thì gặp rất nhiều bệnh nhân tay chân miệng có những cái mức độ nặng và có những cái biến chứng. Theo Bệnh viện Phụ sản Nhi Bắc Ninh, tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, bệnh viện đã ghi nhận hơn 300 ca mắc. Đặc biệt từ đầu tháng 7, bệnh viện đã tiếp nhận 140 bệnh nhi mắc tay chân miệng. Tăng cường thêm cái cơ sở vật chất thuốc men ấy, tức là thuốc men và trang thiết bị. Và đặc biệt chúng tôi đã bổ sung một số cái thuốc để đáp ứng với cái trong cái đợt này thì có cả những cái bệnh nhân bị chân tay miệng, để làm sao đó đáp ứng với cái việc cấp cứu bệnh nhân. Vì trong cái đợt dịch này thì có một số bệnh nhân đến thì là cái mức độ bệnh nó nặng hơn và bệnh viện đã trang bị đầy đủ cái thuốc men cũng như trang thiết bị. Và đặc biệt là tổ chức thường trực cấp cứu.
Ngành Y tế Bắc Ninh khuyến cáo người dân cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nhất là trước khi chế biến thức ăn, trước khi tiếp xúc với trẻ. Khi phát hiện trẻ mắc bệnh, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám ngay tại các cơ sở y tế để được điều trị sớm. Tiếp theo sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật sẽ có trong bản tin hôm nay. WHO ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới cao chưa từng thấy. Các nước thúc đẩy chế tạo mẫu xét nghiệm và vaccine COVID-19. Tấn công bằng dao ở thủ đô Anh. Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày ở mức cao chưa từng thấy, với tổng cộng gần 240.000 ca, trong bối cảnh tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 14 triệu. Theo WHO, mức tăng lớn nhất chủ yếu từ các nước như Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi. Kỷ lục trước đó được WHO ghi nhận là vào hôm 12 tháng 7, với hơn 230.000 ca nhiễm một ngày. Tuy nhiên, châu Âu tiếp tục xu thế hạ nhiệt, tạo điều kiện để các quốc gia tại châu lục này nới lỏng các biện pháp phòng dịch và từng bước mở cửa biên giới, khôi phục hoạt động kinh tế. Trong khi đó, theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là hơn 14 triệu, trong đó gần 600.000 người tử vong, đánh dấu cột mốc mới trong quá trình lây lan của dịch bệnh. Song song với việc ngăn virus lây lan, chính phủ các nước cũng đang đẩy mạnh giai đoạn thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19, cũng như sáng chế bộ xét nghiệm mang tính đột phá, giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế virus lây lan. Trước tình hình đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và số ca nhiễm mới liên tục gia tăng mỗi ngày, kể từ khi nới lỏng cách ly, chính quyền Algeria đã quyết định tái áp đặt lệnh phong tỏa một phần trong thời gian 10 ngày đối với 29 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Lệnh giới nghiêm sẽ có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 7 và áp dụng từ 20 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau tại 29 tỉnh thành, trong đó bao gồm thủ đô Alger. Theo số liệu mới nhất từ cơ quan chức năng, tính đến nay Algeria đã ghi nhận tổng cộng gần 22.000 ca mắc và hơn 1.000 ca tử vong. Hôm qua, truyền thông Anh cho biết chính phủ nước này đang lên kế hoạch phân phối hàng triệu mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 sau khi đạt được kết quả tích cực trong lần thử nghiệm lâm sàng đầu tiên. Cùng ngày, Chile thông báo đã đạt được bước tiến trong quá trình phát triển vaccine phòng bệnh. Theo nguồn tin, Anh đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng mẫu xét nghiệm này từ hồi đầu tháng 6 vừa qua. Mẫu xét nghiệm nhanh này sẽ trích máu ở đầu ngón tay người bệnh và ra được kết quả chính xác tới 98,6% trong vòng 20 phút. Trong khi đó, các xét nghiệm COVID-19 hiện nay yêu cầu phải phân tích mẫu máu trong phòng thí nghiệm và mất nhiều ngày mới ra được kết quả. Dự kiến nếu được cấp phép, Anh sẽ tiến hành sản xuất đại trà mẫu xét nghiệm này và phân phối miễn phí cho người dân trong thời gian tới. Cùng ngày, Bộ Y tế Chile cho biết quá trình thử nghiệm lâm sàng đầu tiên của các loại vaccine COVID-19 sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 tới trên khoảng 3.000 người tình nguyện. Ba loại vaccine được thử nghiệm lần này được các công ty dược phẩm từ Trung Quốc và Anh nghiên cứu và chế tạo. Trong khi đó, Triều Tiên cho biết cũng đang phát triển vaccine COVID-19 và sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng trong tháng này sau khi đã thử nghiệm độ an toàn trên động vật. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thế giới đang thử nghiệm khoảng 162 loại vaccine COVID-19, 23 loại đã bắt đầu giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên người và chỉ 2 trong số đó đạt đến giai đoạn 3, vốn yêu cầu thử nghiệm trên diện rộng để đánh giá tính hiệu quả và an toàn. Chuyển sang một diễn biến khác. Sáng nay theo giờ Hà Nội, hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên mà không đạt được sự đồng thuận về quỹ phục hồi sau dịch COVID-19 trị giá 750 tỷ euro. Kế hoạch đã vấp phải lập trường kiên quyết của các quốc gia tiết kiệm chi tiêu như Hà Lan và Áo. Kế hoạch phục hồi kinh tế hậu COVID-19 trị giá 750 tỷ euro, tương đương 857 tỷ đô la Mỹ, theo đề xuất của Đức và Pháp, dựa trên 250 tỷ euro đi vay cùng với các khoản tài trợ lên tới 500 tỷ euro sẽ không phải do các quốc gia thụ hưởng hoàn trả. Tuy nhiên, bốn quốc gia theo chủ trương thắt lưng buộc bụng gồm Hà Lan, Áo, Đan Mạch, Thụy Điển và sau đó thêm cả Phần Lan đã quyết liệt bảo lưu về đề xuất này, vốn được coi là lợi ích cho Italy và Tây Ban Nha, hai quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất của đại dịch nhưng luôn bị đánh giá là những nước có kỷ luật ngân sách lỏng lẻo nhất. Sau 13 giờ thảo luận, các lãnh đạo EU vẫn không thu hẹp được bất đồng. Theo lịch trình, các nhà lãnh đạo sẽ nhóm họp lại trong chiều nay theo giờ Hà Nội. Đây là lần đầu tiên sau 5 tháng diễn ra dịch bệnh, các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước EU gặp nhau trực tiếp ở Bruxelles, Bỉ. Trong khi đó, vào sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra ở thủ đô London của Anh, khiến 2 người bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Vụ việc xảy ra ở khu vực Broadgate Circle.
Hiện các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và ra đề nghị người dân hạn chế tới khu vực này. Người phát ngôn Sở Cảnh sát London cho biết vụ việc không liên quan đến khủng bố, song đã bắt giữ một người đàn ông 45 tuổi. Đối tượng cũng bị các công tố viên cáo buộc tội danh sở hữu vũ khí gây sát thương tại nơi công cộng. Dự kiến nghi phạm sẽ phải ra hầu tòa trong ngày hôm nay. Trong những năm gần đây, các vụ tấn công bằng dao không ngừng gia tăng chóng mặt tại Anh, đặc biệt là thủ đô London, dù tỷ lệ các vụ bạo lực khác có xu hướng giảm. Riêng tại London, tính từ tháng 3 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, thành phố này đã ghi nhận ít nhất 86 người thiệt mạng trong các vụ tấn công bằng dao. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.